Hello, mình xin chào các bạn nha. Thì sau một thời gian chẳng hạn như chim chè thang mình, mấy bạn mình nuôi á, nó khoảng 13-14 ngày là nó nở ha. Nó thì không biết mấy bạn chăm sao, thì mình ở đây mình chăm á, thì mình canh khoảng 10 ngày nó ấp rồi, bắt đầu mình 10 ngày 11 ngày là mình bắt đầu mình mua sâu, mà loại sâu nhỏ bạn, nó nhỏ 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 như cọng này nè, là kêu gọi sâu quy á. Mình nói đại nhiều khi mấy bạn, mấy lần trước mình nói với mấy bạn nói đó không phải sâu, nói chung là sâu nó nhiều tên gọi đó. Thì mình nói lại là sâu này là sâu Thái đi, sâu canxi đó nó, rồi còn cái sâu nhỏ nữa kêu sâu quy đi, sâu nhỏ nhỏ xíu á. Rồi mấy bạn đổ vô khoảng nửa lon này nửa lon kia bạn, chủ yếu là mấy bạn lỡ mà có công chuyện thì đi làm á, thì nó cứ ăn cũng 1-2 ngày nó mới hết ha, mình chăm thêm ha. Thì lúc mà con chim chè thang con nó mới nở ra thì nó khoảng ba lớn nha bạn, chút xíu à, nhiều khi cái con ba lớn vậy thì nó đút không được ha, nó nuốt cũng chưa tới thì nó ấy cho nó mềm ra. Rồi mình mua cái sâu kia thì nó nhỏ hơn cái này, nó nhỏ xíu à, nó cả bằng cái cọng này mà nó nhỏ ha. Rồi cái mình về mình đổ lộn vô, thì mà lúc mà con chim chè thang con á nó mới nở ra thì cái xương nó rất là yếu ha bạn. Đó thì nó cần được canxi để cung cấp cho nó, để nó giúp cho nó cứng xương các bạn. Đó thì chủ yếu là mình cho ăn nhiều sâu dế, thì mấy bạn mình nhắm nhắm chừng mình mua sâu dế con khoảng mình về mình bỏ vô khoảng cứ ngày mình cho 30 con, 20-30 con trở lại thôi ha. Tại vì dế thì nó chất béo nhiều hơn canxi ha bạn. Nó, tại vì nó ăn nhiều quá thì con chim nó lớn nhanh thiệt, mà là cái xương nó yếu xìu bạn. Tại vì cái trường hợp đó mình lúc trước mình có nuôi chim con đó, mình thấy đút sâu đó, nhỏ nhỏ vậy mình làm biếng đó, mình đút toàn là dế con 2 con là nó no rồi, cái mình đút thời gian thấy chim lớn mà cái tới chừng mà nó đứng cầu nó đâu đứng nổi bạn, nó bị tật chân bạn ha. Cho nên mấy bạn mình lưu ý, thì nói chung mình chia sẻ vậy thì mấy bạn mình không khẳng định là mấy bạn mình nói chung là không bắt buộc mấy bạn làm theo, nói chung mình chỉ chia sẻ là qua cái sự mình trải nghiệm đó, mình chăn nuôi đó, rồi mình rút kinh nghiệm mình chia sẻ lại cho mấy bạn mà nào mà cần á, thì mình có học hỏi thì làm theo ha. Chứ nhất thiết không phải lúc nào mình nói ra mấy bạn cũng làm theo y chang vậy. Chẳng hạn như mấy bạn ở chỗ mấy bạn thì có cào cào nhiều thì mình không cần sâu, thì mình bỏ cào cào ăn cũng tốt bạn. Mình vơ ở ngoài ruộng đó, làm cái vợt bự mình vơ cào cào nè, có những con này con kia sâu nhện nhện rồi đó, mình bỏ ăn thì nói chung là trong cái thời gian nó nở đến lúc mình tách ra khoảng 9-10 ngày là xong một ấy rồi đó bạn, là xong rồi đó ha. Tổng cộng mà nếu mà tính ra con chim mà nó đẻ từ lúc mà nó ấp đó, cho đến lúc mình tách ra khoảng 25-6 ngày trở lại là mình tách bầy nữa được các bạn, nó lẹ lắm ha. Mấy bạn mình lưu ý khi mình khi chim con nó khoảng nó lúc mà mới nở ra là nó cần nhiều canxi ha, giúp cứng xương nó, cho đến khoảng hơn 1 tháng, gần tháng lúc đó nó chim nó cũng cứng rồi. Mà thời gian trong vòng tháng thì mình thấy nó cứng đứng cầu mà, rồi mình mấy bạn mình làm biết chứ, mấy bạn mình cho ăn nhiều khi nó có con nó chưa ấy phát triển hết á, rồi cái bắt đầu mình cho ăn toàn là sâu, xin lỗi, mình cho ăn toàn là dế không á, thì con chim nó sẽ bị cái tình trạng là nó bị yếu à, nó mập, con chim nó mập thiệt mà cái chân nó yếu, nó nằm như dạng như liệt chân nha bạn. Đó mình cũng đã bị cái tình trạng đó luôn rồi ha, mình cũng làm video mình nói mình chia sẻ cho các bạn. Thì nói chung là con chim mà nó trong cái thời gian mà nó đứng cầu là mình cũng cho ăn dế, mà phải thay đổi nha, phải có cào cào rồi ấy, chứ đừng có cho ăn luôn, cắt sâu luôn, cắt cào cào luôn, chỉ cho ăn toàn dế không là con chim nó sẽ bị lúc này xương nó cũng cứng rồi, mà có cái là nó như nó ăn nó nạp mập quá rồi nó bay không nổi rồi nó nằm nó sụi xuống, nó kêu bằng cái dạng như liệt các bạn. Mình phải bằng cách là mình phải
tập cho nó ăn cám nè, rồi mình cho ăn sâu nè, dế rồi nó mới từ từ mình kết hợp với mình phơi nắng đó và nó mới khỏi ha bạn đó. Nhiều có một số bạn hỏi mình sao con chim nó ra khi mà nó đẻ ra mà mấy ngày mà sao nó bị tật chân, thì mấy bạn đó nói không biết, mình không biết là nó bị tật ngón chân hay là tật từ cái đầu gối xuống cái bàn chân nó, thì cái ống chân á đó, mình họ cũng không biết, thì mình nói lại chung chung ha. Thì đối với một con chim con khi mà nó trưởng thành á, lúc mà nó mới đẻ ra thì xương nó còn non, mấy bạn mà cho nó ăn nhiều chất béo quá thì xương nó không phát triển được, tại vì nó phát triển về như thể chất thôi, chứ nó như nó mập lên nó lớn nhanh thôi, chứ còn xương thì nó vẫn yếu các bạn. Cho nên cái lúc mà chim con mà mới nở ra thì nó cần canxi nè, nó giúp cho chim cứng chân cứng xương đó. Trong vòng nói chung là từ mà lúc mà nó nở ra cho đến lúc mà đứng cầu khoảng 12 3 ngày là nó đứng cầu được các bạn. Đó, nó lẹ lắm. Thì trong khoảng 12 ngày 3 ngày là mấy bạn mình cứ cho ăn nè. Sâu thì nó có hai loại, loại nhỏ có loại lớn, loại sâu rồng là bự chà bá nó, mẹ nó ăn thôi chứ còn nó ăn không được ạ. Tại lúc này con miệng nó cũng còn nhỏ với cái ấy nó cũng nó miệng nó đút con sâu rồng vô cái nó dài khúc mà nó đâu còn nuốt vô đâu được bạn, còn lú ha. Cho nên mình chỉ cho ăn loại hai loại, loại sâu sâu quy với sâu sâu thái sâu canxi đó. À, thêm cầu cào non đồ nè đó, mình cho ăn nhiều vô đó thì giúp cho con chim nó cứng xương ha đó. Thì video của mình quay mình chia sẻ cho mấy bạn ha, khi mà một con chim mà nó mới nở thì mình cách mình chăm sóc sao giúp cho con chim nó khỏe mạnh nè đó, đứng cầu được, chứ để nhiều khi mình không biết cứ mình cứ bỏ dế không thì chim nó sẽ yếu. Nói chung mấy bạn tùy theo bạn, mình không tin thì mấy bạn cứ mua dế cho ăn sâu ít, ăn dế nhiều thì thử con chim nó sao biết liền ha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo ha, bye bye.